Rồi rồi rồi. Cái này sáng giờ bán nhiều quá hết đúng không em? Còn xíu à. Và đang còn nóng này, bốc khói nè quý vị. Một ổ như thế này thì quý vị mua là theo combo trên menu. Và khi mà úp lên bánh mì đỏ thì sẽ cộng thêm 3.000 nữa nha quý vị. Đó. Nhìn đẹp mắt quá quý vị ha. Màu rất là đẹp luôn. Chỉ muốn ngắm thôi, chưa muốn ăn. Thân mến, Xuân Bắc rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của mình sáng sớm ngày hôm nay. Sáng hôm nay thì trời Sài Gòn rất là mát mẻ quý vị, trời giống như kiểu sương mù, rất là mát luôn. Và hôm nay mình đang có mặt ở ngay đoạn ngã tư đường Bà Huyện Thanh Quan giao với đường Nguyễn Đình Chiểu. Sáng sớm ngày hôm nay mình đi qua đây thì mình phát hiện ra ngay góc ngã tư này quý vị có một cái xe hàng bán bánh mì đỏ cực kỳ là hấp dẫn luôn. Và màu sắc rất là đẹp luôn. Đây cũng là lần đầu tiên mình thấy cái bánh mì đỏ như thế quý vị các bạn. Hồi trước đây thì Sài Gòn nổi lên với món bánh mì than tre, cũng đã từng gây sốt rất là nhiều trang mạng. Thì hôm nay mình phát hiện ra cái xe hàng bánh mì đỏ cực kỳ là hấp dẫn ngay cái góc ngã tư này luôn. Và mình đã dừng xe lại quay chia sẻ với quý vị các bạn chút xíu về cái món bánh mì đỏ cực kỳ hấp dẫn này của quán luôn. Đó, mình đang đứng ở ngay góc ngã tư đường Bà Huyện Thanh Quan giao với đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc quận 3 quý vị nhé. Ngay đằng sau mình là cái xe hàng bánh mì đỏ nè, cực kỳ hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ vào trong chia sẻ với quý vị các bạn món bánh mì đỏ cực kỳ hấp dẫn ở đây quý vị các bạn nhé. Rồi mình vô trong quầy chút xíu nha quý vị. Đây mình thấy bạn trai là vẫn đang mặc cái áo logo của quán này, bánh mì ơi nha quý vị. Một cái logo rất đẹp quý vị ha. Rồi mình di chuyển qua quầy hàng chút xíu nha. Đó, cái bánh mì đỏ đây nè quý vị. Đó, cái màu rất là đẹp luôn ha quý vị ha. Bên cạnh là ổ bánh mì than tre, bánh mì đen. Bánh mì đen thì cũng xuất hiện Sài Gòn cũng khá là lâu rồi ha. Hôm nay mình mới thấy cái ổ bánh mì đỏ này. Nhìn rất là đặc biệt luôn quý vị. Em có thể lấy cái ổ bánh mì đỏ đó anh coi chút xíu được không em? Và đây màu đỏ rất là đẹp luôn. Đó, đó kiểu đỏ thấm thấm giống như kiểu thanh long đó quý vị. Cái này là cái bánh mì, cái nhân của nó là cái gì em? Cái hương của nó em chỉ biết bánh cái mì đỏ thôi. Bánh mì là từ củ dền, cái mùi nó cũng giống như bánh giống mì như kiểu là bánh mì giống như bánh mì, ví dụ như bánh mì đen này là bánh mì than tre này đúng không? Còn bánh mì này là cái hương của nó để làm sao để ra ổ bánh mì đỏ này á, em biết không? Cái này là làm từ củ dền đó chứ em cũng không biết cách. Bánh mì củ dền ha. Nguyên liệu là củ dền em ha. Bánh mì rất là đẹp luôn. Như ổ bánh mì đỏ này thì mình làm cái nhân của nó là cũng bình thường như các loại khác hay sao em? Dạ đúng rồi, cũng bình thường như các loại khác, nhưng mà khi mà úp lên vỏ bánh mì đỏ là mình sẽ thêm 3.000 nữa. Vì nó đắt hơn cái vỏ này, nó sẽ đắt hơn cái vỏ vàng bình thường này. Ủa cái vỏ bánh mì đỏ đâu? Là cái này là cái vỏ là mình sẽ cắt ra là mình bỏ nhân bình thường vậy anh. Là đắt thêm 3.000 nữa. Dạ đúng rồi, còn cái này là bánh mì không vậy thôi. Ý là bỏ nhân vô là cái giá nó cao hơn mấy ổ khác, loại khác là 3.000 đúng không? Dạ, ở đây thì mình có bao nhiêu loại nhân em? Đây có bảng menu này. Đấy. Rất là nhiều món luôn quý vị ha. Chắc này cái này anh thấy là như bánh mì đỏ mình mới ra đúng không? Dạ, chưa đúng. Chưa có ở trong menu này. Đúng rồi, bánh mì đỏ là mình sẽ có cái menu này. Mình sẽ đổi cái vỏ bánh mì. Cái vỏ một bình thường là 35.000, còn nếu úp lên vỏ bánh mì đỏ là sẽ thêm 3.000 nữa. Đây là sẽ biết ở trong menu cho khách thấy ở đây nè. Bánh mì phụ dền nè. Đây mình thấy có đổi sang bánh mì phụ dền nè quý vị, là thêm 3.000 nữa. Mình bán cái quầy hàng của mình ở đây bán từ mấy giờ tới mấy giờ em gái? Bán từ 6 giờ rưỡi tới 6 giờ tối, 6 rưỡi sáng. 6 rưỡi sáng cho tới 6 rưỡi tối luôn. Bán nguyên ngày luôn em ha. Wow, phải nói là cái mấy cái ổ bánh mì đỏ này nó
cái màu nó cực kỳ là đẹp luôn quý vị các bạn. Đó, nhìn rất là hấp dẫn luôn nha, chút xíu thì mình sẽ ăn thử. Cái này là cái hương củ dền nha quý vị. Màu rất là đẹp ha. Mình tới hơi trễ chút xíu, mấy bạn bán gần hết rồi, còn có mấy ổ trên quầy thôi. Đây mình coi bạn trai này, bạn đang làm cái ổ này là giá bao nhiêu em? Dạ 35. 35. À. Ổ này là ổ gì em ha? Dạ bánh mì lườn nhộng. À. Rồi mình coi cái quầy của em gái bên đây chút xíu nha. Bên này mình thấy có xíu mại em nhỉ? Dạ có xíu mại. Xíu mại, bơ, dưa leo. Cái này là gì? Cái này là đồ rau, rau đồ chua, dưa leo, dạ. Rau thơm, ngọt. Em mở mấy cái khay ra để dùm anh được. Đây cục xíu mại nè. Bán hết rồi, còn có 1 cục à. Cái này là bò sa tế. Bò sa tế hả? À, bò sa tế. Bò còn... né. Cái này gì em? Bò né. À, bò né. Đây là lườn ngỗng. Cái này là áp chảo lườn ngỗng rồi bỏ vô đây. Áp chảo lườn ngỗng hả? Dạ. Lườn ngỗng là thịt ngỗng hả? Dạ cái lườn, lườn. À cái lườn. À. Đây là gà, gà xỉu. À gà xé. Thơm quá. Là heo. Heo, heo này là món gì ạ? Cái này là bánh mì heo kìa á. À bánh mì heo kìa. Cái này là cái nhân bánh mì hả? À. Còn trên này là gì, nước sốt đúng không? Dạ. Này nước sốt gì? Sốt heo. Sốt heo. Rồi bên này. Sốt gà. Sốt gà. Dạ. Rồi. Cái này là sốt Bắc Kinh của bánh mì lườn ngỗng. À. Hấp dẫn quá. Đây mình di chuyển ra đằng trước nha, mình quay mấy cái ổ bánh mì đỏ cho quý vị xem ha. Đó, bánh mì đỏ này quý vị, nhìn rất là hấp dẫn ha. Rất là đẹp mắt luôn á. Hồi trước là bánh mì than tre đó là nhìn màu rất là đẹp rồi, nó đen huyền luôn này. Thế nên sao mình tới là có cả bánh mì than tre với lại bánh mì đỏ luôn. Để mình di chuyển ra đằng trước nha. Rồi cảm ơn em gái nha. Đây, ngay phía bên đây là một cái bảng bánh rau rất là đẹp luôn. Bánh mì lườn ngỗng Bắc Kinh. Ở 29k quý vị. Cái bánh mì đỏ là quán vừa mới ra mắt thị trường cho nên là chưa có in hình ở trên bánh rau. Mình thấy ở trên bánh rau là chưa có hình nha quý vị. Đó. Cái bánh rau rất là đẹp mắt luôn. Bánh mì que rất là nhiều loại ha quý vị ha. Bên này đây này. Đó. Rồi, qua bên đây. Bánh mì đỏ bên này dễ nhìn hơn nè quý vị. Đó, nhìn qua kính thì nó không có đẹp bằng quay trực tiếp, nhưng mà quay phía trước này thì mình thấy dễ nhìn hơn. Đó, bánh mì đỏ rất là đẹp quý vị ha. Hương củ dền nha quý vị. Đó, cái này chắc ăn rất là thơm luôn nè. Chút xíu nữa mình sẽ ăn thử. Cái xe hàng quán bánh mì ơi cũng rất là đẹp mắt luôn quý vị. Đó, mình di chuyển xa ra mình quay cho quý vị xem nha. Cái này mình đang làm ổ nhiêu em? Dạ ổ 35, bò né. 35 hả? Bò né. Bò né. Cái nước sốt thơm quá ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhờ em gái làm cho mình cái ổ bánh mì đỏ để mình ăn thử nha quý vị các bạn. Đi làm đi. Đây em đang làm ổ mì dài hả? Đúng không? Cái này là bánh mì que. Bánh mì que đúng rồi. Một ổ mì que này thì giá nhiêu em? Dạ, ổ mì que này mà.
pate chả bông là 12.000, bánh mì que thịt xông khói là 18.000. Pate hoa đậu. Tại vì làm không em cũng mới làm được. Coi bạn trai để làm ổ bánh mì que chút xíu nha. Chà bông em ha. À, chà bông cây. Đây cái chà bông cây đây ha em. Em gấp lên anh quay cái xíu. À, nó mịn em ha. Cái sợi chà bông nó rất là mịn luôn quý vị. Này chà bông cây nha, chà bông cây nhưng mà chà bông gì em? Chà bông thịt heo. À thịt heo. Wow, hấp dẫn quá. Rồi cảm ơn em. Rồi mình coi bạn trai làm cái ổ bánh mì gì? Hồi nãy em gái tư vấn cho mình món gì mình quên mất tiêu rồi. À bò sa tế. Rồi. Cái này sáng giờ bán nhiều quá hết đúng không em? Còn xíu à. Và đang còn nóng này, bốc khói này quý vị. Cái bò sa tế cho ổ mì đỏ nhìn rất là đẹp mắt quý vị ha. Một ổ như thế này thì quý vị mua là theo combo trên menu. Và khi mà úp lên bánh mì đỏ thì sẽ cộng thêm 3.000 nữa nha quý vị. Đó. Nhìn đẹp mắt quá quý vị ha. Màu rất là đẹp luôn. Chỉ muốn ngắm thôi, chưa muốn ăn. Rồi trên này còn 3 ổ. Sáng giờ bán nhiều quá hết rồi. Mình tới cũng may là còn bánh mì để quay chia sẻ với quý vị các bạn. Hiện tại là cái bánh mì đỏ bên em là nó mới ra cho nên là khách hàng rất là ưa chuộng. Tại cái màu của nó rất là lạ nữa. Nên là bán rất là chạy luôn. Và ngoài ra thì bên em cũng có bán những cái mặt hàng retail sẵn đó. Có chà bông với lại bánh mì sấy. Ngoài ra còn có những cái này hả? Dạ đúng rồi. Ở này mình bán hũ vậy hả? Dạ, bán hũ CML, có hai loại truyền thống với lại cây. À theo size em ha. Dạ. Chà bông. Dạ đúng rồi. Như một hũ lớn này thì mình bán giá nhiều em? Một hũ lớn là 215.000, còn hũ nhỏ là 75.000. À. Còn bên này là cái gì? Bánh mì sấy. À bánh mì sấy. Có 3 loại: bơ đậu phộng, hạnh nhân với lại bơ tỏi. À. Là những mặt hàng hiện tại mình đang bán ha, nhưng mà chủ yếu là vẫn là bánh mì đỏ hay mấy ha? Dạ đúng rồi. À. Bánh mì đỏ mà rất là hấp dẫn luôn nha quý vị các bạn. Quý vị các bạn nào chưa thưởng thức thì tới thưởng thức thử cho biết nha quý vị các bạn. À, giống như mình hôm nay mình đi trải nghiệm nè. Rồi cảm ơn em gái nhiều nha. Nãy giờ tư vấn chưa kịp ăn sáng đó. Rồi thôi bây giờ mình sẽ thưởng thức một ổ mì đỏ luôn nha. Em gái vừa mới làm xong cho mình nè. Đó rất là hấp dẫn quý vị ha. Cái bao bì cũng rất là đẹp mắt luôn. Rồi. Rồi cảm ơn em nha. Rồi, cái bao bì cũng rất là đẹp ha. Bánh mì ơi. Rất là thơm luôn quý vị. Đây. Wow. Đỏ tươi luôn. Nhìn rất là đẹp mắt ha quý vị ha. Đó, ở trong nó cũng đỏ nữa quý vị. Đây nè. Nó đỏ hết ở trong luôn. Đó. Hấp dẫn quá. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha. Rồi mình sẽ ăn tiếp nha quý vị. Mình là lên trên không gian trên của quán, ở dưới hơi ồn ào chút xíu. Thơm quá.
Ừ, cũng được không? Ổ ổn mì đang nóng sốt luôn, rất là thơm. Cái vị của nó cũng hơi hơi lạ miệng chút xíu quý vị. Thơm. Cái nguyên liệu chính của cái món bánh mì đỏ này á là ngoài bột ra thì còn có củ dền nữa nha quý vị, nên nó rất là thơm, cái vị nó cũng rất là đậm đà nữa. Cái nhân này này đó, khi mà nó quyện vô ăn rất là hấp dẫn quý vị, nhìn đẹp mắt ha. Hôm nay mình mua combo cho nên được tặng thêm một chai trà tắc mật ong. Đây quý vị. Lần đầu tiên mình thưởng thức ổn thì đỏ như thế này. Cái kiểu nó kiểu như nó bánh mì mới á quý vị, cho nên mình ăn khi mình thưởng thức nó sẽ có cảm giác nó sẽ ngon miệng, nó lạ miệng hơn. Hình như nó cũng dày hơn á, mình cảm giác là nó dày hơn bánh mì thường. Hấp dẫn quá. Chủ yếu là cái màu rất là đẹp. Thơm quá. Hôm nay thì Sơ Mắc rất là vui chia sẻ với quý vị các bạn món mới, món bánh mì đỏ cực kỳ là hấp dẫn. Mình cũng tình cờ mình phát hiện, mình đi ngang thì mình thấy cái gian hàng bánh mì nhìn rất là đẹp mắt. Mình vào mình quay chia sẻ với quý vị các bạn thì biết là bánh mì đỏ được làm từ củ dền. Trải nghiệm cũng rất là tuyệt vời của mình sáng sớm ngày hôm nay. Quý vị các bạn nào muốn thưởng thức thì có thể ghé qua để thưởng thức ổ bánh mì đỏ, xem hương vị như thế nào giống như mình ngày hôm nay nha quý vị các bạn. Rồi, rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.